tại thành phố Hà Nội. Và ngay bây giờ quý vị sẽ cùng với tôi sẽ cùng đếm 3, 2, 1 và giây phút cắt băng khai trương của nhà máy sẽ chính thức được bắt đầu. Quý vị sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đếm ngược. Chúng ta hãy cùng dành những tràng đập lớn để cùng chúc mừng cho